Xin được trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Lời đầu tiên, Vi Thức xin được cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ, quan tâm đến Vi Thức trong thời gian vừa qua. Hôm nay xin mời quý vị cùng nghe bài thơ Có một người là bác Vũ Đức Đam do Vi Thức sáng tác. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Có một người là bác Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng giúp Việt Nam chống dịch, khiến cháu rất biết ơn và cảm kích bởi tấm lòng vì lợi ích quốc gia. Có một người không phải chú, phải cha, mà gần gũi và chan hòa biết mấy. Làn da ngăm sạm một màu nắng cháy, cặp kính dày như thấy mọi ưu tư. Có một người luôn gác truyền riêng tư, bao khó khăn vẫn không từ ý chí. Dẫu chẳng mong thành tượng đài kỳ vĩ, vẫn xây lên chân lý giữa cuộc đời. Đất Hải Dương thanh miền có một người, giản dị thôi mà sáng ngời lý tưởng. Vì muốn dân được bình yên vui sướng, chẳng nề hà mọi nhiệm vụ được giao. Có một người dáng gầy guộc xanh xao, bởi gian lao và nhiều đêm không ngủ. Việc đất nước biết bao giờ là đủ, nên lòng son luôn ấp ủ nỗi niềm. Có một người chẳng tư lợi bạc tiền hay mục đích để công danh thăng tiến, nơi đâu cần lại tiên phong xuất hiện, sắn tay vào hoàn thiện giúp nhân dân. Có một người vẫn lặng lẽ bàn chân đi đến khắp mọi xa gần tổ quốc, vạch chiến lược từng đường đi nước bước, nào đắn đo mất được bản thân mình. Có một người luôn cống hiến hy sinh để chọn nghĩa vẹn tình cho dân tộc, với quần chúng nguyện làm người nô bộc, luôn quyết tâm khó nhọc vẫn kiên trì. Dịch tan rồi bác hãy nghỉ ngơi đi, giữ sức khỏe tiếp tục vì đất nước. Thành quả bác giúp Việt Nam làm được, toàn dân ta sau trước mãi ghi lòng. Vâng, vừa rồi quý vị vừa nghe xong bài thơ viết về bác Vũ Đức Đam của Vi Thức. Cuối cùng, Vi Thức kính chúc mọi người luôn luôn nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.